Thường phố của dân chúng hôm nay thật là vui. Tiếc quá, hôm nay mình lại không mang theo tiền để ăn thử những món ở đây rồi. He he, cô bé xinh đẹp, có muốn đi chơi với ta không? To gan, cái đồ xấu xí kia, ngươi có biết ta là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chính là rocker, con trai của Tể tướng. Ngươi dám chê ta xấu xí sao? Ngươi đâu, mau bắt nó lại cho ta. Hay à cô gái ơi chạy mau đi bọn chúng chạy mất rồi mau đuổi theo cho ta tại sao ta lại phải chạy chứ ta là một công chúa kẻ nào dám mất hạt ta ta sẽ bảo phụ hoàng ta chém đầu bạn là công chúa sao nhưng công chúa thì phải ở trong hoàng cung công chúa đi ra ngoài một mình thế này mà lại không có binh lính đi cùng tôi đoán nhất định là công chúa đã trốn ra ngoài đúng không ơ ờ, tại sao ngươi lại biết thế còn nữa Công chúa không mang theo bóp tiền Nhất định từ sáng tới giờ Công chúa chưa ăn gì Tôi mời công chúa đi ăn nhé Thật sao Người đúng là rất thông minh Lại còn tốt bụng nữa Hay là chúng ta làm bạn đi Ta là công chúa Elsa Những lúc không có ai ngươi có thể gọi ta là Elsa cũng được Vậy thì hay quá Tôi là Dung Cúc Được rồi Chúng ta nói chuyện sau đi Người mau đưa ta đi ăn Ta đói bụng lắm rồi Hôm nay mình đã có một ngày rất là vui, cảm ơn Trung Cúc. Bây giờ muộn rồi, mình phải trở về đây, không thì phụ hoàng mà biết sẽ của trách mình mất. Sau này có dịp, mình lại tới chơi với cậu nhé. Được, tạm biệt công chúa. Elsa, chị đã đi đâu vậy? Em đã phải nói dối với mọi người là chị ngủ cả ngày trong phòng, không muốn gặp ai. Còn tớ, tớ đã phải giúp cậu đóng giả làm cậu để mọi người khỏi nghi ngờ đấy cảm ơn Anna và thơ nguyễn nhé hôm nay mình có một buổi đi chơi rất là vui có rất là điều mới nạ và thú vị ở ngoài kia lần sau mình sẽ dẫn các bạn đi nhé thật sao thích quá đi nhưng mà không được làm sao mà cả ba bọn mình trốn ra ngoài cùng nhau chúng ta sẽ bị phát hiện ra ngay cứ yên tâm tớ đã có cách rồi đi mà anh giúp em đi chỉ một lần này thôi không được bọn em là con gái ra ngoài không mang theo quân lính bảo vệ nhớ gặp phải bọn người xấu thì sao không sao đâu anh bọn em hứa là sẽ hết sức cẩn thận mà anh mà không giúp em là em khóc nhè cho anh xem đấy hu hu thôi thôi được rồi nhưng chỉ một lần này thôi đấy em hãy mang theo con vẹt của anh nếu gặp nguy hiểm hãy bảo nó về báo với anh anh sẽ tới giúp ngay Hoan hô hoa anh Vậy là cuối cùng với sự giúp đỡ của anh trai Bọn tôi đã trốn được ra bên ngoài Tôi giới thiệu Anna và Thơ Nguyễn cho Dung Cúc Bọn tôi đang chơi rất vui Thì bất ngờ Tên Joker đó lại xuất hiện He he, lần này ta bắt được các người rồi nhé Người đâu? Trói bọn chúng lại cho ta Đưa ba cô gái kia về phủ cho ta Vậy thưa ngài Joker Còn tên này thì sao ạ? À? Tên này thì cứ đánh chết nó đi Sau đó, hắn tưởng tôi đã chết và bỏ đi. Lúc tôi đang sắp chết, thì một con nhện nạ à, cắn vào tay tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn trong người. Wow, mình đã có được sức mạnh của người nhện, Spider-Man. Hey ya! Spider-Man biến hình. Bây giờ, mình phải đi cứu công chúa Anna và mọi người. Không biết Dung Cúc sao rồi? tớ thấy lo cho cậu ấy quá à đúng rồi con vẹt của anh suga vẹt ơi hãy trở về nói với anh suga đến đây cứu bọn tao con vẹt ngay lập tức bay trở về cung điện he he ba cô gái có đồng ý làm người yêu của ta không nếu mà không đồng ý sẽ đi giết ngay làm người yêu của ngươi sao bọn ta thà chết còn hơn hờ nếu các ngươi muốn chết ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện người đâu giết cả ba đứa cho ta dừng tay lại. ngươi là kẻ nào có biết ta là joker con trai của tẻ tướng không nếu không muốn chết thì xéo mau hay à Trời ơi, hắn mạnh quá, chạy mau. Spider-Man ơi, cảm ơn bạn đã cứu bọn tôi. Bạn là ai vậy? Mình là Dung Cúc đây mà. À, Dung Cúc, may quá. Nhưng tại sao còn lại biến thành Spider-Man vậy? Lúc nãy tớ bị một con nhện cắn, rồi bị biến thành Spider-Man luôn. Các em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn em bị con trai của tẻ tướng, tên là Joker ăn hiếp. Anh hãy về bảo phụ hoàng, chém đầu hắn đi. Không được, như vậy sẽ lộ chuyện, bọn em trốn ra ngoài chơi. Các em và ta cũng sẽ bị trách tội đấy. Thôi, lần này tha cho hắn đi. Lần sau các em cũng đừng ra khỏi cung nữa, tránh gặp nguy hiểm. Còn bạn này là ai vậy? Bạn ấy là một người nhận, Spider-Man, chính bạn ấy đã cứu bọn em đấy. Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi. Được rồi, chúng ta hồi cung thôi. Từ đó về sau, công chúa Elsa bị cấm không được ra khỏi cung nữa, còn tôi dùng sức mạnh của mình để ngăn cản tên Joker làm những việc xấu với mọi người. Thỉnh thoảng, tôi lại lẻn vào hoàng cung chơi với công chúa Elsa. Tình cảm của bọn tôi ngày một sâu đậm. Chị Elsa ơi, có chuyện lớn rồi, không hay rồi. Có chuyện gì vậy Anna? Tể tướng đã xin phụ hoàng ban hôn cho chị và con trai lão là do cơ rồi. Không thể nào, ta thà chết, chứ không lấy tên do cơ đâu. Dung Cúc, chàng hãy đưa em trốn khỏi hoàng cung đi, em không muốn lấy tên do cơ xấu xa đó đâu. Được, vậy chúng ta hãy cao chạy xa bay. Khoan đã các em, không được đi đâu hết. Nhưng em không muốn lấy tên do cơ đâu, ta sẽ không để em lấy hắn đâu. Ta đã có một cách. Dung Cúc, cậu rất là thông minh cậu hãy đi thi trạng nguyên đi. Sau đó, hãy ứng cử trở thành phò mã của công chúa. Sau đó tôi tham gia ứng thi và trở thành trạng nguyên. Hôm nay là ngày quén phò mã cho công chúa Elsa. Phò mã phải là người văn võ song toàn. Có hai thí sinh xuất sắc ứng cử, đó là Joker, con trai của tể tướng, và tân trạng nguyên, Dung Cúc. Đề thi năm nay sẽ là Đất nước Xin mời Joker Theo ta đất nước chính là quân đội Quân đội mà hùng mạnh Thì đất nước hùng mạnh Xin mời Tân Trạng Nguyên Dung Cúc Còn theo ta đất nước chính là dân Dân có giàu thì nước mới mạnh Ở phần thi văn Người chiến thắng chính là Trạng Nguyên Dung Cúc Bây giờ là phần thi võ Hay à! Và người chiến thắng trong phần thi võ Vẫn là Dung Cúc Như vậy Trạng Nguyên Dung Cúc đã trở thành phò mã. Hừ, tức quá, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Phù thủy Harry, hãy cho ta loại thuốc, có thể biến thành quái vật. Được, chỉ cần uống thuốc này vào là ngài có thể biến thành quái vật. <cười> <cười> he he he, ta đang cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Bây giờ ta sẽ giết hết bọn chúng. Mọi người chạy mau Có một con quái vật đang xông vào hoàng cung Binh lính không thể làm ngăn cản được nó Mọi người đừng sợ Có ta đây Spider-Man biến hình Con quái vật kia dừng tay lại Spider-Man hãy mau chết đi Sức mạnh của chính nghĩa luôn chiến thắng Hãy xem ta đây Hay Cảm ơn phù thủy Harry Hắn mạnh quá Ta không phải là đối thủ của hắn Đúng vậy thưa ngài Hắn đã biến thành một người nhện Spider-Man Sức mạnh của hắn lớn hơn ngài gấp trăm lần Vậy ngươi có loại thuốc nào Có thể khiến ta trở thành một quái vật Mạnh hơn hắn không Dạ thưa ngài Rocker Hiện tại thì không Nhưng tôi có một cách Chỉ cần có được một sợi tóc của người nhện Spider-Man Là tôi có thể điều chế ra Một con quái vật Spider-Man Black mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng mà hắn ta quá mạnh, ta không thể nào lại gần hắn được. Hắn ta sẽ giết ta trước khi ta lấy được sợi tóc của hắn. Xin ngài cứ yên tâm, tôi đã có cách rồi. Ngài hãy xem đây. Sau đó phù thủy Harry liền biến thành một người hầu. Trong một lần, công chúa Elsa trốn khỏi hoàng cung ra ngoài chơi. "Thưa công chúa Elsa, nhà tôi rất nghèo, không có gì để ăn, tôi sắp chết đói rồi, mong công chúa hãy cho tôi làm người hầu của công chúa ạ." À. "Chị Elsa ơi, em nghĩ là không nên thu nhận cô ấy, chúng ta không biết cô ấy là ai, ngộ nhỡ cô ấy là người xấu thì sao?" "Phải đấy Elsa, tớ nghĩ chúng ta chỉ cần cho cô ấy tiền." để cô ấy làm ăn, như vậy sẽ tốt hơn. Dạ không thưa công chúa Elsa, nếu người không thu nhận tôi làm người hầu, thì tôi thà chết đói còn hơn. Cha mẹ tôi đã dặn, không bao giờ được lấy tiền của người khác, mà phải làm việc cho người ta mới có tiền. Thế cha mẹ ngươi đâu? Bây giờ tôi không còn ai là người thân cả. Các bạn xem, cô ấy đáng thương quá. Thôi được rồi, Ngươi hãy theo ta làm người hầu cho ta He he Kế hoạch của ta thành công rồi Dạ thưa công chúa Elsa Lô tì có một trò rất là vui Đó là trò Bói tình duyên Ngươi có muốn chơi không ạ à? Bói tình duyên sao Nghe có vẻ thú vị đấy Nhưng trò đó chơi như thế nào Đầu tiên Công chúa Elsa cần có một sợi tóc Của người mà công chúa thích sau đó nó sẽ nói cho công chúa biết người đó như thế nào dành tình cảm cho công chúa ra sao người đó có tốt không có muốn cưới công chúa không ơ ờ, nhưng mà ta làm gì có người yêu ta còn đang sợ ế đây này dung cúc hôm nay chàng lại đến thăm em đấy à chàng có thể cho em một sợi tóc của chàng được không tất nhiên là được chứ Harry, ta có một sợi tóc của người bạn của ta. Người ấy xem cho ta, xem sao. Dạ, tất nhiên là được, thưa công chúa. Sợi tóc này nói với tiểu nhân, người này là một người vô cùng đẹp trai, thông minh, giỏi võ và vô cùng yêu thương công chúa. Hi hi, có thật là như vậy không? Dạ thật thưa công chúa. Thưa ngài Joker, Tôi đã lấy được sợi tóc của Spider-Man và điều chế thành công thuốc biến thành quái vật Spider-Man Black. He he he. Cuối cùng thì ngày ta trả thù cũng đã đến rồi. He he he. Ta đã cảm thấy có một luồng sức mạnh vô địch đang chảy trong người ta. Ta sẽ đi giết tên người nhận đỏ và bắt công chúa Elsa về làm vợ. Công chúa Elsa, người hãy theo ta về làm vợ ta đi. Do cơ, không phải là ngươi đã chết rồi sao? Tại sao ngươi vẫn còn sống vậy? Mà Dung Cúc sắp đến rồi, nếu ngươi không xéo đi, thì Dung Cúc sẽ tiêu diệt ngươi. He he he, ta đang chờ tên người nhận đỏ, Spider-Man đó đến đây. Joker, dừng tay lại, hãy xem đây, hey hay à người nhận spider Black biến hình. Hả? Người nhận đen sao? Đúng vậy, chắc ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của ta rồi đúng không? Bây giờ, ta mạnh hơn ngươi gấp 100 lần. Hãy xem ta đây! He 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 Vậy là ta đã giết được Tên người nhện Spider-Man đỏ Giờ ta sẽ bắt công chúa Elsa Về làm vợ <laughs> Dung Cúc Cậu có sao không Thơ Nguyễn ơi Cậu ấy chết rồi Cậu ấy chưa chết đâu Hãy để tôi giúp cho Ơ ờ, sao lại có một người nhận tí hon Hay à Hay quá Dung Cúc, cậu sống lại rồi. Elsa đâu rồi? Elsa đã bị tên Joker bắt đi rồi. Tôi phải đi cứu Elsa. Khoan đã Spider-Man, nghe tôi nói đã. Hiện tại, cậu đi chỉ là lột mạng thôi. Với lại Joker muốn ép công chúa về làm vợ hắn. Nên tạm thời, công chúa Elsa sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Mà cậu là ai vậy? Tôi là một người trong tập người nhận Spider-Man. Tập người nhận sao? Nói vậy thì còn rất nhiều Spider-Man khác nữa sao? Đúng vậy, con nhện của tôi đã kể lại cho tôi nghe. Hôm đó gặp cậu sắp chết. Biết cậu là một người tốt, nó đã cứu cậu và biến cậu trở thành một Spider-Man. Tập của chúng tôi sống ở một nơi bí mật, tách biệt với thế giới loài người. Chúng tôi sống rất ôn hòa, không bao giờ làm điều xấu cho tới một ngày có một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ và trở thành một Spider-Man Black. Hắn đã giết hại vô số người nhận đỏ. Đứng trước nguy cơ bị diệt vong, một người anh hùng của chúng tôi đã tìm được cách trở thành một Spider-Man Black giống hắn mà vẫn giữ được lý trí trong một thời gian ngắn. Sau khi tiêu diệt tên Spider-Man Black xấu xa kia, thì ông ấy cảm thấy không thể khống chế được sức mạnh đó nữa, cho nên ông ta đã tự phong ấn mình lại. Hôm nay tôi cảm nhận được một lần nữa Sức mạnh của Spider-Man Black xấu xa Lại một lần nữa được xuất hiện Nên tôi tới giúp các bạn Nói vậy Muốn tiêu diệt được Spider-Man Black kia Thì tôi phải trở thành một Spider-Man Black đúng không? Đúng vậy Hãy giúp tôi trở thành một Spider-Man Black ngay đi Tôi phải đi cứu công chúa Elsa ngay Hãy suy nghĩ kỹ đi Nếu cậu không có một trái tim nương thiện Cậu sẽ chết ngay dù thành công cũng chỉ giữ được lý trí trong một thời gian ngắn thôi. Sau đó, cậu sẽ trở thành ác quỷ. Tôi sẽ phải đặt một thần chú lên cậu. Nếu cậu đánh mất bản thân mình, thì thần chú này sẽ phát lổ và tiêu diệt cậu ngay. Cậu có chấp nhận không? Tôi chấp nhận. Được, vậy chúng ta đi. đây là hồ nước đen thần thánh chỉ những người có trái tim thuần khiết mới được ban sức mạnh những kẻ có trái tim xấu xa sẽ chết ngay hãy ngâm mình dưới hồ nước một ngày Hây ya à. thành công rồi Sức mạnh này quả thật là tuyệt vời. Cảm ơn bạn, tôi phải đi cứu công chúa Elsa ngay đây. Cậu ấy quả là một người tốt, hy vọng cậu ấy có thể thoát được bóng đen của chính mình. Elsa, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô có đồng ý làm vợ của tôi không? Nếu lần này cô từ chối, ta sẽ giết cô. Ngươi có hỏi ta bao nhiêu lần thì ta cũng trả lời thế thôi. Ta sẽ không bao giờ đồng ý lấy ngươi đâu. Ta thà chết còn hơn. Được, nếu cô muốn chết thì ta sẽ cho cô chết. Dừng tay lại do cơ. Dung Cúc, ngươi vẫn còn sống sao? Có vẻ như ngươi cũng biến thành một quái vật, người nhận Spider-Man Black giống như ta rồi. Được, vậy để xem ta hay ngươi ai là kẻ mạnh hơn. Hay à. Hả? Tại sao lại như vậy? không hề ấn gì sao Vừa rồi ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình rồi mà Joker, ngươi nghĩ ta và ngươi mạnh ngang nhau sao Ngươi nhầm rồi, ta giờ đây mạnh hơn ngươi gấp 100 lần Hãy xem ta đây Hay à À, à, à. không thể làm như vậy được Hoan hô chúng ta thắng rồi. May mắn quá, chàng vẫn còn sống. Nếu chàng chết thì em cũng không muốn sống nữa. Ta cũng rất vui vì nàng đã an toàn, tuy nhiên nàng phải hứa với ta, dù ta có chết thì nàng cũng phải sống vui vẻ hạnh phúc đấy. Dung Cúc, chàng nói như vậy là sao? Thực ra ta đã mượn sức mạnh của quái vật, tuy nhiên chỉ được trong một thời gian ngắn thôi. Nát nữa ta sẽ bị con quái vật đó khống chế và cơ thể ta sẽ bị lổ tung. Nàng hãy mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không được, chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết với nhau. Đừng bỏ cuộc, chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi con quái vật đó ra khỏi người chàng. Cảm ơn nàng rất nhiều vì đã thành tình cảm cho ta nhiều như vậy. Được, chúng ta hãy cùng thử xem. Hay à, con quái vật khốn kiếp kia, hãy mau cút khỏi ta không được rồi con quái vật này mạnh quá tôi tới giúp các bạn đây hey à tình yêu và công lý luôn chiến thắng cuối cùng cả joker và spiderman black đã bị tiêu diệt He, he he, ta lại hồi sinh rồi đây. Spider-Man, ngươi tưởng rằng đã tiêu diệt được ta rồi sao? Ngươi nhầm to rồi. Chỉ cần đầu ta còn nguyên thì ta có thể tái tạo lại được cơ thể. Và mỗi lần như vậy, sức mạnh của ta lại tăng lên một bậc. Hãy xem đây. Haya! Hey lần này, nhất định ta sẽ giết chết ngươi và cưới được công chúa Elsa về làm vợ. Dạo gần đây, mình cảm thấy cơ thể của mình rất nà nạ. À. Mặc dù mình đã đuổi được con ác quỷ nhện đen ra khỏi cơ thể, nhưng mình vẫn cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể mà mình không biết đó là thứ gì. Nhưng mà thôi không sao, do cơ đã bị tiêu diệt, không còn kẻ nào làm chuyện xấu nữa. Hôm nay mình có hẹn với công chúa Elsa ra ngoài dạo chơi rồi. Elsa làng có thích bay như thế này không? Em rất là thích, mà sau trận chiến đó, sức khỏe của chàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bay như thế này, có sao không? Không sao đâu, ta vẫn khỏe như voi đây này. a a a Dung Cúc, chàng sao vậy? Ta cũng không biết nữa, tự nhiên ta cảm thấy toàn thân đau nhói. Nhìn kìa, cánh tay chàng đang trở thành màu đen. Chẳng lẽ Spider-Man Black Chẳng phải chúng ta đã đánh đuổi nó ra quả cơ thể trang rồi sao? Để em liên lạc với Spider-Man nhí xem liệu cậu ấy có biết chuyện gì xảy ra hay không? Ơ ờ, nhưng làm sao chúng ta có thể liên lạc được với cậu ấy được? Lần trước khi trở về, cậu ấy có để lại cho em một chiếc điện thoại và dặn rằng khi nào có việc gì cần giúp đỡ hay gọi điện cho cậu ấy. Alo, Spider-Man nhí đấy à? Chúng ta cần bạn giúp đỡ. Tôi đến rồi đây. Có phải Spider-Man Black đã trở lại cơ thể của Dung Cúc không? Đúng vậy, cậu đã biết trước mọi việc rồi sao? Như vậy có làm sao không? Có nguy hiểm gì cho Dung Cúc không? Các bạn cứ yên tâm đi, đây là một tin tốt Mặc dù Spider-Man Black đã bị tống ra khỏi cơ thể Dung Cúc Nhưng sức mạnh của nó không hề mất đi, nó vẫn ở trong người Dung Cúc Ờ nhưng tại sao? Mình không cảm nhận được gì cả Sức mạnh của mình không được tăng thêm chút nào Đúng vậy, bởi vì sức mạnh đó là của nhện đen, không phải của cậu. Muốn có được sức mạnh đó, cậu phải học cách sử dụng nó. Mình nghĩ có lẽ không cần đâu, do cơ đã bị tiêu diệt, hiện nay mọi người đang sống rất là vui vẻ hạnh phúc, mình không cần đến sức mạnh đó nữa. He he he. Ngươi nói là ta đã bị tiêu diệt sao? Ngươi không bao giờ có thể tiêu diệt được ta đâu, Spider-Man ạ. À. Mà ngược lại, kẻ phải chết chính là ngươi đấy. Spider-Man Black, Joker, không thể nào, chẳng phải ngươi đã tan thành khói bụi rồi sao? Và tại sao ngươi lại có thân hình kỳ dị như vậy? Tớ đoán là hắn có khả năng tái sinh, nhờ một bộ phận nào đó còn sót lại trong cơ thể, và hắn đã tiến hóa rồi. Mọi người hãy hết sức cẩn thận, giờ đây hắn đã có một sức mạnh mới, hoàn toàn vượt trội so với trước kia. He he he, trong đám các ngươi quả là có một kẻ rất hiểu biết Tên Spider-Man nhí này để hắn sống sẽ rất là nguy hiểm đối với ta Cho nên ta sẽ tiêu diệt Spider-Man nhí này trước Hay à Spider-Man nhí, cậu không sao chứ Mọi người chạy ngay đi Các bạn không phải là đối thủ của hắn đâu Không được, tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè đâu Tên Joker kia nghe đây Ta sẽ không để người làm hại bạn bè của ta đâu Hãy xem đây Hay do cơ hôm nay ngươi phải chết hay à ơ ờ, tại sao lại như vậy hắn không hề hấn gì sao he 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 giờ ngươi mới biết sao ta không còn là spiderman black nữa mà ta đã trở thành super spiderman black rồi giờ đây sức mạnh của ta là vô địch hãy chết đi du cúc hay à He he he, vậy là ta đã giết được người nhận đỏ, chính nghĩa của các ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ bắt công chúa Elsa về làm vợ. Dung <laughs> Cúc, đừng chết, hãy cố gắng lên. May quá, cậu ấy vẫn còn sống. Elsa đâu rồi? Elsa đã bị tên Joker bắt đi mất rồi. Tại sao tôi đã trở thành Spider-Man Black nhưng lại không thể tiêu diệt được tên Joker đó vậy? Đó là bởi vì Cậu chưa điều khiển được sức mạnh của mình. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Chỉ có một cách thôi, và cách này rất nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cậu vào thế giới linh hồn của cậu và cậu sẽ phải chiến đấu với chính mình, có nghĩa là chiến đấu với sức mạnh Spider-Man Black của chính cậu. Nếu cậu có thể chiến thắng được nó, đến lúc đó nó sẽ công nhận cậu là chủ nhân của nó và cậu sẽ có được một sức mạnh hoàn toàn mới. Cậu hãy làm ngay đi. Dù tôi có phải đánh đổi cả mạng sống này, tôi nhất định phải có được sức mạnh để cứu công chúa Elsa. Được, chúc cậu may mắn. Ha ha ha, chào mừng ngươi đã tới với thế giới của ta. Ngươi là một kẻ yếu đuối, ngươi sở hữu sức mạnh là ta, nhưng ngươi lại không đủ mạnh để sử dụng sức mạnh này. Ta nghĩ, ngươi nên chết quách đi và hãy để lại cơ thể của ngươi cho ta và ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Ta sẽ không bao giờ giao cơ thể của ta cho ngươi đâu. Và ngược lại, ngươi hãy biến đi, để sức mạnh của ngươi lại cho ta. Ta sẽ dùng nó để bảo vệ chính nghĩa và công lý. Hãy xem đây. Hay à. Ha ha ha, vô ích thôi. Ta đã bảo ngươi rồi mà. Sức mạnh của ta lớn hơn của ngươi rất nhiều. Hãy bỏ cuộc đi dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa ngươi cũng không thể nào có thể chiến thắng được ta đâu hãy xem đây hắn mạnh quá mình không thể nào theo kịp được tốc độ của nó cứ như thế này mình sẽ thua mất khoan đã lò lói là mình không biết cách sử dụng sức mạnh có nghĩa là mình cũng có thể làm được như nó hãy tập trung tinh thần lại đây rồi mình đã bắt được chuyển động của nó hay à khá khen cho ngươi ngươi cuối cùng cũng đã theo kịp được tốc độ của ta nhưng mà ngươi vẫn còn quá yếu ngươi không thể là tiêu diệt được ta đâu hay à hả tại sao ngươi lại biết sử dụng chiêu này ngươi nói sai rồi chiêu này là của ta ngươi chỉ mượn sức mạnh của ta thôi ta đã hiểu ra rồi thực ra là do ta đã chối bỏ sức mạnh đó bởi vì đó là sức mạnh của nhện đen xấu xa nhưng giờ đây Ta đã hiểu bản thân sức mạnh không hề xấu, chỉ là nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó là xấu. Còn nếu nó được sở hữu bởi người tốt thì nó sẽ làm những điều tốt. Hãy biến đi, Spider-Man Black. Không ổn rồi. Cậu ấy sắp biến thành Spider-Man Black rồi, thời gian không còn nhiều nữa, hãy cố gắng lên Dung Cúc. <laughs> Hả? Nửa đỏ lửa đen sao? Mình chưa bao giờ thấy một người nhận như vậy cả. Dung Cúc, cậu có ổn không? Tớ rất là ổn, và còn rất là mạnh nữa. Chúng ta lo chuyện sau nhé, giờ tớ phải đi cứu công chúa Elsa đây. Elsa, nếu cô không đồng ý làm vợ của ta, ta sẽ cho con quái vật này ăn thịt cô. Ngươi có hỏi bao nhiêu lần nữa, cũng vậy thôi. Ta thả để con quái vật ăn thịt, cũng không bao giờ lấy ngươi đâu. Được, nếu cô muốn chết, ta sẽ cho cô chết. Quái vật, hãy ăn thịt công chúa Elsa đi. Hả? Kẻ nào dám chống lại ta? Là ngươi sao Dung Cúc? Có vẻ như quá trình biến đổi thành Spider-Man Black của ngươi đã thất bại rồi. Giờ ngươi lửa đỏ lửa đen, trông chẳng ra làm sao cả. Ngươi đến để lột mạng đúng không? Vậy thì ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Hay à! Hả? Tại sao lại như vậy? Ta đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình rồi mà. Giờ ngươi mới nhận ra sao? ta không hề tiến hóa thất bại Mà ngược lại, giờ đây ta còn mạnh hơn cả Spider-Man Black trước kia Ngươi có thể gọi ta là Spider-Man siêu cấp Bây giờ, ta sẽ cho ngươi chứng kiến sức mạnh của ta Hay à... Vậy là Joker đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hắn là một kẻ nham hiểm, rất có thể hắn sẽ tìm cách hồi sinh một lần nữa. Nhưng dù hắn có hồi sinh bao nhiêu lần, chỉ cần tôi còn một hơi thở cuối cùng, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, tiêu diệt hắn, không để hắn làm điều xấu. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn